Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một món chè ăn rất là hấp dẫn và mát cho mùa hè. Đó là mình sẽ làm chè sắn dây lá dứa. Ở đây lá dứa hay ở ngoài Bắc còn gọi là lá nếp đó các bạn. Cái lá mà người ta thường để dùng để người ta nấu xôi, người ta đồ xôi á. Ở đây nguyên liệu để mình thực hiện cái món chè bột sắn dây lá dứa này là không thể thiếu, đó là bột sắn dây. Mình sẽ sử dụng 100g nhé. Đường phèn mình sẽ sử dụng 100g. Nước cốt lá dứa mình lấy cái lá dứa, mua lá dứa về thì mình xay, mình cắt, mình rửa sạch, mình cắt nhỏ ra, mình xay, mình lấy cái nước cốt. Và ở đây mình sẽ làm thêm thạch bột lọc từ bột năng, 120g bột năng. Các bạn có thể gia giảm cái lượng bột năng tùy vào cái sở thích của mình thích ăn nhiều cái trân châu thì mình cho nhiều bột năng nhé. Và bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ mang cái bột năng này đi. Mình dùng nước nóng hòa nước nấu sôi á để mình nhào bột và mình làm trân châu nhé. Nước mình đã nấu sôi thì mình sẽ cho từ từ vào cái bột năng của mình. Cái bột năng mình sẽ nhào bằng cái nước nóng cho nó thật là mềm và nó dẻo như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nặn trân châu nhé. Sau khi nặn trân châu xong thì mình cho một ít nước lên mình luộc trân châu. Mình luộc cho cái trân châu của mình nó nổi lên là được nhé. Nó nổi lên thấy trong trong là được rồi. Mình chuẩn bị sẵn trước một cái tô nước lạnh như thế này để mình vớt trân châu của mình ra. Mình sẽ vớt cái trân châu ra cái này luôn nhé. Sau khi mình luộc xong trân châu thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu chè. Mình sẽ cho vào đây tùy vào cái lượng bột sắn dây và trân châu của mình mà các bạn nấu cho phù hợp nhé. Ở đây thì mình sẽ nấu khoảng 0,7 lít. Và mình sẽ cho cái lượng đường phèn vào nhé. Nấu cho nước sôi lên thì mình sẽ cho đường tan hết thì mình sẽ cho bột sắn dây vào. Trong khi đó thì bột sắn dây mình sẽ mang một chút nước lạnh mình pha để cho nó hòa, cho nó tan cái bột sắn dây này ra nhé. Đây các bạn, mình nước của mình nó sôi lên và nó tan hết cái đường phèn thì mình sẽ cho cái bột sắn dây từ từ vào nhé.
Đây, cái bột sắn dây của mình cho vào thì khoảng 3 phút là nó đã thành như thế này được rồi. Nó đã thành chè như thế này rồi. Mình sẽ cho cái chân trâu vào nhé. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho cái nước lá dứa của mình vào. Cái nước lá dứa này thì các bạn nếu là mình cho vào cả thì khoảng nó sủi bọt trở lại là mình sẽ tắt bếp đi nhé. Chứ không là nó sẽ mất cái màu xanh và cái mùi thơm của lá dứa. Đấy, nó thành cái chè của mình, nó đã ra món chè rồi đó. Màu rất là hấp dẫn. Đây, vậy là cái nồi chè của mình đã hoàn tất rồi các bạn. Nếu các bạn muốn ăn đặc một chút xíu thì mình có thể cho đặc thêm một chút xíu nữa nhé. Nhưng mà như vậy là vừa rồi, lát nữa nó nguội thì nó sẽ keo lại nữa. Cái bột sắn dây này thì có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe. Mình có thể ăn theo nhiều cách, mình pha, mình uống hoặc là mình nấu chè như thế này cũng rất là ngon nhé. Mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó nguội một chút xíu nhé. Đây các bạn, đây là chén chè mà mình vừa múc ra. Cái chè của mình nó cũng như những cái nhìn thì nó giống như những cái chén chè khác, như mình nấu với mình có thạch chân trâu vậy thôi. Nhưng mà đối với cái chè bột sắn dây này thì rất là mát. Hơn nữa thì khi mà mình nấu, mình cho thêm một chút nước cốt lá dứa vào thì cái mùi nó thơm, nó dậy và ăn rất là mát trong những ngày hè. Cái bột sắn dây thì có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Internet nhé. Mình có thể pha nước mình uống. Mình cũng đã có làm những cái video mà mình hướng dẫn pha nước sắn dây sống và chín. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ thêm những cái món chè bột sắn dây này nữa. Mình có thể ăn kèm với nước cốt dừa. Đây, mình đã cho thêm nước cốt dừa ở trên này. Ăn rất là ngon và mát. Các bạn cũng có thể là mình cho thêm một chút những cái dừa khô hoặc là những một chút mè rang cũng rất là ngon. Video thực hiện món chè sắn dây của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mời các bạn đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.